mà giờ đây anh đang chờ. Dạ vâng, em Miu xin mến chào khán giả và quý nhà. Trở lại video clip trong buổi sáng này thì em Miu xin các bác ở video tiếp thị các bác đến một combo cấu hình ca kê VIP và đẳng cấp các bác nhá. Trước mắt các bác là một cặp loa DK kinh, dòng loa được nhập khẩu chính hãng của Anh Quốc các bác nhá. Hàng dòng loa mang mã số K2 các bác nhá, được sử dụng một bát 30, một tép kèn và đặc biệt thì sử dụng một lưới căng vàng gold rất là đẹp đúng không ạ. Về thiết kế cặp loa thì sử dụng thùng gỗ nạ được hình tăng cân và được sơn một lớp PK chống xước các bác nhá, và nguyên siêu bảo vệ chống xước đúng không ạ. Và hôm nay em Miu sử dụng một đẩy 4 kênh LG 3.5 và sử dụng một vang số S800 của DB và sử dụng một bộ mic Việt ca các bác nhá. Và đặc biệt thì em Miu hôm nay sẽ ghép cho các bác một súp hơi P3 bát 50 các bác nhá. Đấy. Sau đây em Miu sẽ đi quay chi tiết các bác về sản phẩm em Miu đang ghép. Các bác đang nghe ca sĩ Phương Phương Thảo thể hiện những ca khúc về những cặp loa DK của anh Diệp Sĩ đó ra những chất các bác nhá. Đây là cặp loa của DK sử dụng màu vàng gold, rất là dễ kê kích cho các bác lên kệ giá gia đình các bác, rất là đẹp các bạn. Bây giờ Miu đang kê kích lên hai cái đôn này đúng không ạ, màu vàng gold và màu vàng sẽ hợp với cái cạ cho các bác, sợi gỗ rất là đẹp đúng không ạ. Và thiết kế của nó sẽ được một bọc một lớp giấy bóng nguyên siêu, sơn rất là bóng, xoay gương được các bác nhá. Đấy. Miu thiết kế của nó thùng rất là sâu. Đấy. Vẫn bước qua những nơi ngập tràn sóng tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình. Giá tiền rất là sạch và chi tiết đúng không ạ. Số bát 30 thì từ của nó từ 1976, dòng 3 ngân. Giờ là ca kê sạch sẽ trung thực, lời đường nhạc là bát tiếng bát sâu mà. Và sử dụng côn tép côn 44. Giờ tiếp ra sạch sẽ. Mùi hồn đã lách cách lại sạch rất là hay đúng không ạ. Đây cũng đẩy 4 kênh. LG 3.5 kênh 1 kênh 2 em Miu đánh nhá, cặp loa DK kênh 3 em Miu đánh xuống kênh 3 và dư một kênh. Thì sau có thể các bác nào quan tâm sử dụng đánh như một cặp loa bát 20-25 lời trả lời tuyệt vời đúng không ạ. Và đặc biệt thì sử dụng một bác số DBS 800 của DBA siêu tích và sử dụng một mic Việt ca rất là tuyệt vời đúng không ạ. Với cơ hội này thì em Miu bao đánh phòng từ 35 đến 40m2, em Miu bao hay, bao chất cho các bác nhá. Và giá thì em Miu báo giá cho các bác để các bác cân đối như là lên combo này. Giá 37 triệu em Miu bao hay, bao chất cho các bác nhá. Hay và nghe cũng như chất và cao kỳ. Đấy nhá. Bạn đang nghe chi tiết cặp loa DK của ca sĩ Phương Phương Thảo thể hiện ra, đặc biệt là ra cái tiếng bát cực mềm và lời rất là sạch sẽ đúng không ạ. Thì các bạn nào muốn quan tâm đến combo của anh này thì alo cho em Miu qua số máy 0973096520 rồi nhá. Thì sau đây em Miu sẽ xin phép các bác tiết một đoạn nhạc mạnh để các bác nghe để cái độ chất cũng như là độ căn chỉnh ở bên em Hiền Miu. Em Miu cũng căn chỉnh qua pha GTA đúng không ạ. Đấy. Và cặp súp B3. Đây em Miu sẽ cho các bác nghe đoạn nhạc mạnh. Với combo cái này thì em Miu căn chỉnh rất là chi tiết và sạch sẽ. Cho các bác karaoke thì hết thuốc luôn nha. Mạng con này nó yếu lắm các bạn. Ok. Rồi bác nghe bạn nhạc. Test loa.
headphone mà để nghe tiếng súng các bạn nhá. What? Dùng hết cả chén các bạn, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, thì các bác nào muốn sử dụng combo này thì alo cho em Miu qua số máy 0973096520 đấy nhá. Em Miu xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Thì các bác nào quan tâm thì alo cho em Miu. Em Miu xin cảm ơn các bác đã theo dõi.